Anh Thái, công ty của mình á sắp có hàng xách tay đấy. Hàng xách tay nữa nào? Rẻ thì mua cho đắt thì thôi. Đây là... Trời ơi, hàng của người ta đấy là con người chứ không phải là hàng hóa. Người sẽ phải bảo là hàng xách tay. Chúng ta mà ô tề luôn, người thông minh người ta nói một cái người ta hiểu luôn ý. Mày bảo anh mua. Nhưng không, đấy không phải là vấn đề. Mà nhá, em nghe nói là công ty mình sắp có người vào làm đấy. Hình như là họ hàng xa với cả sếp hàng. Ừ thì tốt chứ sao, việc mình đang thiếu nhân sự chạy bàn thì vào tốt chứ sao. Biến à. Này, em nói thật với anh nhá, anh nghĩ gì người ta vào đây mà người ta làm vừa dọn dẹp cà phê bưng bê như bọn em. Không có đâu, quen như một sân đệ đệ. Thế làm cái gì? Vào làm quản lý cấp cao bộ phận thu mua nguyên liệu công ty. Quản lý cấp cao ấy? Sao anh chưa nghe thấy nhỉ? Anh nghĩ nó đơn giản thế đấy. Cực kỳ quan trọng đấy. Hoàng gọi này. Em đây anh. Dạ. Dạ vâng ạ. Em biết rồi, em biết rồi, em biết. Vâng, vâng, em chào anh. Có người mới à? Ừ, cái gì? Đổ lính ta linh tinh. Anh Hoàng vừa gọi cho anh đây. Sao? Bảo là đúng là có vụ là người nhà vào làm, nhưng mà là họ hàng xa, với lại là không có chuyện ưu ái, vẫn phải tuyển dụng theo đúng cái yêu cầu của công ty. Mày cứ đột thuộc linh tài anh tình nhỉ? Em biết rồi. Đây rồi. Dạ, chào anh chị ạ. À, chào anh. Hello anh, hàng xách tay. À, chị ơi, em vừa đến mà chị định xách tay em đau ạ. Không. Thế, đi đến khác chứ. Dạ, anh ạ. Anh ạ. À, em xin tự giới thiệu ạ. Em là Tiến ạ, em được anh Hoàng là bảo đến đây ạ. Thế là anh là người nhà anh Hoàng đấy ạ. Anh Tiến, dạ. Anh Tiến là sinh năm bao nhiêu ạ? Em sinh năm 2002. Em kém anh là 7 tuổi rưỡi ạ. 202 mà nhìn dâu ấy, thì mình cứ tưởng là có tuổi rồi đi. Dạ, em gửi anh có hồ sơ ạ. À, dạ. Mình là Thái, mình là phó quản lý ở đây. À, mình nhận hồ sơ rồi. Anh Hoàng bảo em là để đến là để gặp anh đấy ạ. Là em đến để làm cái vị trí là quản lý cấp cao bộ phận thu mua. À, công việc ở cái bộ phận thu mua thì nó rất là đặc thù và cần có chuyên môn. Nên là cậu cứ ở đây thời gian mình trải nghiệm đã. Rồi sau đó thì tôi sẽ luân chuyển công việc sau. À, không anh ơi, em mặc dù là em mới học hết cấp 3 thôi nhá. Thế nhưng mà em đã trải qua là rất nhiều ngành, rất nhiều nghề rồi. Mà hơn nữa nhá, em còn làm nhiều việc thu mua rồi, như kiểu là thu mua sổi lông gà này. À, em thu mua gà cùng mẹ em ngoài chợ đấy. Cái việc mà thu mua gà ngoài chợ ấy, thì nó lại rất khác với cái việc mà thu mua nguyên vật liệu cho cái chuỗi nhà hàng cà phê này. Cho nên là cái này sẽ phải có thời gian xem năng lực và trình độ của cậu đến đâu đã. Trước mắt thì tôi nghĩ này, cậu cứ ở đây mình làm cái công việc nhân viên trước đã. Sau đó thì tôi sẽ xem trình độ như nào thì tôi sẽ cân nhắc sau nha. Không anh, thế nhưng mà anh Hoàng bảo em đến đây để làm cái vị trí quản lý. Không, bây giờ thì chưa được nha. Cậu cứ ở đây đi theo cái con bé áo trắng vừa rồi ấy. Mình phục vụ, là phục vụ bàn đấy trước đã nhá. Thời gian nữa tôi tính sau nhá. Nhưng mà anh ơi, anh phải hứa là em chỉ làm đúng một thời gian ngắn cái vị trí này thôi, xong anh phải chuyển em lên cái vị trí quản lý cấp cao bộ phận thu mua ấy nhá. Thôi được rồi, cứ đi làm trước đã nhá. Hồ Ly ơi, hướng dẫn anh Tiến đi. Biết là thế, thế nhưng mà tôi chưa lên được cái bộ phận thu mua. Nhưng mà ông cứ yên tâm, chỉ một thời gian nữa thôi là thoát khỏi cái vị trí này là tôi lên quản lý bộ phận thu mua nhá. Là tôi sẽ đẩy giá lên cho ông. Mà này, chưa chắc nào đấy nhỉ. Nhớ là phải cắt phần trăm tôi nhiều nhiều đấy nhá. Ok. Dạ. Anh ạ. Nói chuyện xong chưa? Em anh nghe thấy hết rồi ạ? À, chưa. À, dạ. Thì, có nghe thấy gì đâu. À, vâng. Nhưng mà cậu Tiến này. Dạ. Không biết là đến đây làm thì cậu đã nắm rõ cái quy tắc của công ty chưa? Báo cáo anh là em nắm rõ tất cả các quy tắc nội quy của công ty rồi ạ. À, ừ. Thì công ty mình có cái hai điều quan trọng nhất. Dạ. Mà nhân viên cần phải nắm. Đó là cái điều đầu tiên là cái việc
giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. Sáng nay đầu ca làm là cậu đã xịt khuẩn ở ngoài cửa chưa? Em xịt rồi, em xịt rồi em lau chùi sáng bóng soi được gương anh ạ. Thế ạ? Vâng. Và điều thứ hai, đó là điều quan trọng hơn cái điều một rất là nhiều. Dạ. Đó là công ty yêu cầu nhân viên phải có tính trung thực. Và tôi thì lại chưa thấy cái sự trung thực từ cậu. Dạ. Thực ra thì ở cái quán này chẳng có bình xịt khuẩn nào cả. Bởi vì lúc nào làm việc thì nhân viên cũng phải đeo găng tay rồi. Với lại tôi vừa nghe hết cái cuộc điện thoại của cậu rồi. Tôi cảm thấy là cậu không phù hợp với cái công việc ở bộ phận thu mua đâu. Nhá. Việc này tôi sẽ nói lại với anh Hoàng.